Hello tất cả anh em nhé, lại là mình Minh Anh đây. Thì hôm nay cũng là đầu tháng thì Minh Anh xin gửi lời chúc tới tất cả anh chị em một tháng mới sức khỏe và bình an và gặp nhiều may mắn nhé. Đó. Thì hôm nay thì Minh Anh lại tiếp tục quay trở lại với hãng của Maxi Brazil. Thì Minh Anh đã chuẩn bị nhuộm sang cái màu khói ở trên cái tông vừa phải, cái tông không sáng quá, ok anh em nhé. Thì để đối với màu khói thì anh em nhuộm màu gì thì anh em mix màu đó, hoặc là anh em nhuộm màu gì thì anh em khử màu đó thì ra được cái màu khói nó sẽ đạt đẹp và ok. Nhưng hôm nay thì Minh Anh đã chuẩn bị một cái tép tóc. Đây là một cái tép tóc của khách hàng Minh Anh có cắt và để lại để làm màu cho anh em cùng tham khảo. Thì đây là một cái tép tóc chưa nhuộm bao giờ và cũng chưa làm hóa chất bao giờ. Thì hôm nay thì Minh Anh sẽ sử dụng cái tép tóc này để Minh Anh tẩy của cái tép tóc này lên cái tông vừa phải, không cần tông mắt, để mình khử và mình nhuộm màu khói cho nó ok nhá. Thì một số anh em nhuộm và khử, tẩy và nhuộm và khử ở trên cái tông nó chưa đạt tông ấy, thì nó hay bị ám cái màu rêu đó. Thì hôm nay thì Minh Anh sẽ tẩy lên cái tông vừa phải để mình khử thì nó sẽ ra bám cái màu rêu, màu green. Sau đó thì mình sẽ triệt cái màu đó như nào. Thì hôm nay thì mình sẽ tẩy và mình sẽ làm clip này gửi tới tất cả anh em mà chưa biết để mình áp dụng cho salon hàng ngày. Ok anh em nhé. Thì Minh Anh đang sử dụng bột tẩy của Maxi Brazil và oxy là Minh Anh sẽ sử dụng là oxy 9. Vì cái tóc này là mình chưa làm qua hóa chất bao giờ và chưa làm màu bao giờ thì mình sẽ sử dụng một bột tẩy và một oxy. Thì anh em quan sát thấy đi, cái thuốc nó khá như là đặc bởi vì mình đang sử dụng là 1:1 nhá. Đó. 1:1 nên là cái thuốc nó khá như là đặc. Làm như vậy thì cái thuốc thì nó sẽ lâng tông, nó sẽ nhanh hơn. Ok anh em nhá. Còn anh em lưu ý một số cái tóc, ví dụ như cái tóc mà đã làm qua hóa chất hay là cái tóc mà đã làm qua màu, hay là một số cái chất tóc, ví dụ chất tóc to hay là chất tóc nhỏ, thì cái đấy anh em lưu ý để mình đi oxy nhé. Ví dụ như sợi tóc nhỏ thì mình đi oxy 6 thôi là ok. Chứ còn nếu mà đối với tóc, chất tóc mà chưa làm gì bao giờ như này thì đối với cái sợi tóc trung bình này thì mình đang đi là 1:1 và thời gian lưu là 50 đến 55 phút. Ok. Thì sau khi đã đạt được thời gian thì như anh em quan sát thấy thì cái tóc nó hơi bị sủi phồng lên một chút, đúng không? Đó. Thì đối với cái tóc khỏe thì không sao anh em nhé. Chứ còn nếu mà đối với cái tóc yếu mà anh em đi oxy cao như vậy thì sau quá trình mà mình lưu thuốc thì cái tóc nó sẽ bị sủi phồng lên và nó sẽ sinh ra nhiệt, nó rất chi là nóng và cái tóc nó rất chi khô và mất nước anh em nhé. Thì anh em lưu ý như vậy. Thì đối với cái tóc mà anh em đã có sử dụng qua hóa chất hay là làm màu rồi thì mình sẽ đi oxy thấp và mình sẽ đi loãng oxy ra. Còn đối với cái tóc này thì mình anh sẽ đi là 1:1 và đi oxy 9 anh em nhé. Thì sau khi mà đã đạt được thời gian thì được cái tóc nó lên cái tông nó đã được tông tầm độ 8.5 đến 9 như này thì sau đó thì mình sẽ đi xả đi và mình sẽ tiếp tục mình lại làm tiếp. Ok anh em nhá. Đó. Thì sau khi mình đã xả đi và mình sẽ sấy khô và mình sẽ là hoặc là mình sấy thẳng như này. Để tại sao mình lại làm như này? Vì mình làm như này thì mình tẩy tiếp ấy, mình bôi thuốc nó sẽ dễ hơn và cái thuốc nó sẽ đi thẩm thấu đều hơn. Ok anh em nhá. Chứ còn nếu mà anh em mà làm rồi thì anh em biết. Chứ còn nếu mà ví dụ như mình đã trên cái len tóc ẩm hay là mình đã nguyên thuốc và mình đã thêm thuốc vào thì cái tóc nó rất chi là rối và mình vuốt nó rất chi là khó. Anh em lưu ý nhé. Đây là mình sẽ xả đi và mình sẽ sấy khô. Cái tóc thẳng thì mình kẹp thẳng mà tóc quăn thì mình sẽ sấy quăn chẳng hạn. Đó, sấy nó. Nói chung là cứ sấy thẳng ra là ok nhé. Chứ còn đợt này thì Minh Anh sẽ sử dụng bột tẩy và oxy là oxy 6. Thì đối với lại cái đợt này ấy, thì thông thường nếu mà muốn tẩy an toàn ấy thì anh em sẽ hạ oxy, thứ nhất là hạ oxy mà thứ hai là mình sẽ tăng oxy, ví dụ là một bột tẩy và hai oxy. Nhưng lần này thì Minh Anh sẽ sử dụng là một bột tẩy và một oxy, nhưng Minh Anh sẽ thêm collagen anh em nhé. Mình sẽ thêm collagen thì mình sẽ thêm collagen thì mình sẽ không cần phải thêm tăng oxy. Đó. Còn nếu mà anh em không cần anh em mà không có collagen vào ấy thì mình sẽ phải tăng oxy, nên là ví dụ như oxy 2, 2 phần oxy và một bột tẩy thì nó sẽ ra được một cái bát thuốc như này. Ok anh em nhé. Đó, thì cái trong cái bát thuốc này thì Minh Anh đang sử dụng là oxy 6 và bột tẩy và collagen thì mình có cho là tỷ lệ là bằng nhau anh em nhé. Tỷ lệ bằng nhau. Nếu mà anh em mà không có collagen ấy
thì mình tăng cái oxy lên thì là cho cái thuốc nó loãng ra đó, thì anh em sẽ vuốt nó sẽ dễ hơn đó. Thì sau đó thì mình sẽ lại tẩy thôi, tẩy như bình thường nhá. Cái bôi hết này vào, sau đó thì mình sẽ lưu thuốc. Lưu thuốc đủ thời gian thì mình sẽ lại đi gội, hoặc là đạt được cái tông nó mình đạt được cái tông mình mong muốn thì mình cũng đi gội, chứ không nhất thiết là cần phải đủ thời gian, ok anh em nhé. Thì hôm nay thì Minh Anh lại quay lại với lại cái hãng Maxi Pro. Thì Minh Anh có để số điện thoại của Minh Anh ở dưới cái phần góc ấy, và cái nhà phân phối Maxi Pro và Derofil thì là chị Huệ. Thì Minh Anh có để số điện thoại ở phần bên dưới, số điện thoại là 0967623123. Nếu mà anh em có quan tâm đến dòng sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp với là chị Mít Tiêu Huệ hay là Minh Anh thì để Minh Anh tư vấn, ok anh em nhé. Đó, thì sau khi đã đủ thời gian hoặc là chưa đủ thời gian thì được cái tông mà mình mong muốn rồi thì mình sẽ kiểm tra, thì mình sẽ đi xả. Thì để được cái tép tóc hôm nay thì Minh Anh sẽ cố tình để cái tép tóc này để đến cái tông vừa phải thôi, để mình khử để nó ra cái màu màu có màu rêu hay là màu green ấy nhá. Để sau đó thì mình sẽ đi triệt đi và mình sẽ nhuộm bằng màu khói, nó sẽ đẹp hơn. Đó. Thì đã đến cái tông như này thì anh em nhuộm sang những cái màu rêu khói thì là ok, tuyệt vời luôn nhá. Thì không cần khử. Nhưng hôm nay thì Minh Anh sẽ khử để nó ra cái màu có ánh green hay ánh rêu mà một số anh em vẫn hay thường gặp, mà gặp rồi không biết làm như thế nào, để mình nhuộm, để mình triệt nó đi, để mình nhuộm ra cái màu khói cho ok. Thì anh em thấy là đây là một cái tép tóc nó còn rất chi là nhiều cái ánh vàng, rất nhiều ánh vàng. Thì hôm nay thì mình khử, thì mình lại tiếp tục mình khử bằng cái thuốc số 2, đó là cái màu đen anh em nhé. Mình sẽ khử bằng tip số 2 là con nào màu đen đấy. Thì cái phần khử của đây thì anh em lưu ý, thì có anh em mà thích khói tím thì anh em lại lấy màu tím là anh em khử, hay là anh em mà thích cái màu tím với màu đỏ ấy, thì nói chung là anh em mà thích cái ánh gì thì anh em cái lấy cái màu đó anh em khử. Thì sau đó thì mình sẽ lấy cái dầu gội bất kỳ nhá, và cộng thêm collagen là tỷ lệ là bằng nhau, hoặc là collagen mình sẽ cho nhiều hơn và cộng thêm nước. Còn thường ấy thì mình nhuộm màu khói thì đa số là mình khử bằng cái màu số 2, khử bằng màu số 2, hoặc là anh em mà có cái dung dịch khử màu ấy thì anh em sẽ lấy cái dung dịch khử màu thì anh em khử nhá. Còn anh em lưu ý là mình thích cái khói nó thiên vào cái ánh gì thì mình lấy cái mix của cái màu đó thì mình sẽ khử vào thay cái màu số 2. Ví dụ mình thích tím hay là thích đỏ hay là thích rêu hay là thích xanh khói ấy, thì mình lại mix cái màu đó vào nhá. Sau đó thì mình sẽ khử thì nó sẽ được cái màu mình mong muốn, thì mình sẽ nhuộm thì nó sẽ đẹp. Còn cái màu khói hôm nay thì mình anh sẽ khử bằng cái màu số 2. Thì mình cố tình mình để cho cái tông nó còn rất nhiều vàng như này, rất nhiều ánh vàng như này, để mình khử thì chắc chắn thì tí nữa nó sẽ bị ám cái màu rêu hoặc là cái màu green ấy. Nếu mà đã mà còn mình khử như vậy mà nó bị ám cái màu rêu hay cái màu green ấy, thì anh em có lấy màu khói có chuẩn, cái màu khói có chuẩn ấy, thì anh em có nhuộm lên thì chắc chắn một điều rằng là mình nhuộm màu khói nó vẫn bị ám màu rêu hay là màu green nhá. Nhưng nó bị ám như vậy rồi thì mình làm thế nào để mình triệt đi, để mình khử. Thì hôm nay thì mình lại tiếp anh em cùng Minh Anh tiếp tục xem cái clip này để mình cùng áp dụng cho salon nhá. Thật ra thì Minh Anh đang ngồi thu âm như này thì có rất nhiều cái để nói cho anh em cùng tham khảo, nhưng mà đã Minh Anh nói hết thì cũng không thể hết được trong một clip được, nên là Minh Anh sẽ cố gắng nói làm sao để cho anh em hiểu nhất, ngắn nhất và hiểu nhất để cho anh em cùng tham khảo nhé. Nên là có gì thì anh em thông cảm, nhiều cái mà mình có sai sót hoặc là mình không nói tới lời thì anh em có thể bỏ qua, ok anh em nhé. Đấy, thì sau đó thì mình sẽ bôi khử hết như này thôi, mình khử hết như này thì để mình thật ra cái tép tóc này thì nó chưa bị ám cái màu rêu hay cái màu green nhiều đâu, nó chưa bị ám nhiều, nhưng một số trường hợp nó sẽ bị ẩn và nó sẽ bị ám sang cái màu rêu nó rất chi là nhiều. Thì hôm nay thì Minh Anh sẽ chữa cái kiểu này cho một số anh em mà vẫn bị mắc đó, vẫn bị mắc phải mà chưa biết kiểu để mình xử lý như thế nào cho nó ok. Thì hôm nay thì Minh Anh sẽ cố tình nhá, Minh Anh cố tình nhá anh em nhá, cố tình làm để nó bị ánh rêu hay ánh green đó, để mình chữa cho anh em cùng xem.
Thì đây là Minh Anh đang sử dụng thêm cái tép cái tuyếp thuốc là Blue anh em nhé, cộng với lại cái bát thuốc mà Minh Anh lúc nãy có để lại một chút, để Minh Anh cộng thêm cái màu Blue này vào để mình sẽ đánh đều lên và mình sẽ khử tiếp để cho nó hiện hẳn lên cái ánh green hay là ánh rêu nhá. Còn đối với cái tông này nhé, cái tông này ấy, hoặc là cái tông trước ấy, tẩy một lần ấy, đây là Minh Anh tẩy hai lần rồi. Nếu mà anh em tẩy một lần ấy, thì mình có thể mình nhuộm sang những cái màu khói rêu là ok, hoặc là đối với cái tông này thì mình khử xong thì mình nhuộm màu khói rêu là rất ok. Thì như Minh Anh lúc nãy có nói với tất cả anh em thì mình sẽ mục tiêu của mình là nhuộm màu gì có ánh gì. Ví dụ mình nhuộm cái màu khói của ánh rêu thì mình sẽ lấy màu blue hay là màu green để mình khử. Còn nếu mà mình thích nhuộm cái màu khói tím hay màu gì gì đấy thì mình sẽ lấy màu khói tím, thì mình sẽ lấy cái màu tím hay là cái màu đỏ để mình khử nhá. Ok, thì anh em cứ thích cái ánh nó có màu gì thì anh em lấy cái màu đó để mình khử, thì vẫn cộng với lại dầu gội và collagen thôi, thì mình sẽ cứ khử như vậy thì nó sẽ ra được cái màu bám ở trên cái tóc, thì sau đó thì mình sẽ nhuộm nó sẽ ok. Nhưng anh em lưu ý nhá, trong quá trình mình khử thì thường thường thì mình nhuộm màu khói thì mình hay khử bằng cái màu đen, màu 2.0 ấy. Còn anh em mà thích có ánh gì thì mình sẽ khử bằng cái ánh đó, thì sau đó thì mình sẽ khử nó sẽ sạch cái ánh vàng này đi, thì sau đó thì mình sẽ nhuộm thì nó sẽ ok nhá. Thì mình sẽ bôi xong thì mình cứ vất đây một lúc nữa thì nó sẽ hiện lên cái ánh green hay là ánh rêu, thì sau đó thì mình sẽ đi triệt đi để mình nhuộm ra cái màu khói nó ok nhá. Anh em nhớ nhá, không được, trong quá trình mình khử này thì không được cho oxy nhá. Nếu mà mình cho oxy thì hạt màu nó sẽ đi vào bên trong sợi tóc thì mình sẽ nhuộm, thì mình nhuộm nó rất là khó. Còn nếu mà mình khử này thì mình không được dùng oxy, thì cái hạt màu nó chỉ bám tạm thời nhá, bám tạm thời lên là chút nữa thì mình sẽ nhuộm thì nó mới ok, thì nó chỉ khử hết cái ánh vàng thì thôi và là bám tạm thời thôi nhá. Thế còn anh em mà đừng, anh em mà cho oxy vào là hỏng luôn đấy. Anh em mà cho oxy vào đây là ra thành màu blue ấy, nhá. Hoặc là mình khử màu gì nó ra thành màu đấy nếu mà cho oxy. Đó, đấy anh em thấy chưa? Thì mình anh có lưu thuốc một lúc thì cái màu tóc, cái ánh vàng là đã hết và là chuyển sang ánh rêu rêu hay là ánh green ấy. Thì một số trường hợp mà anh em mà có gặp như này thì không có gì phải lo lắng hoặc không có gì phải hoang mang nhá. Thì mình lại triệt tiếp, ok chưa anh em? Thì mình tẩy, mình không cần đạt tông ấy, thì mình làm như này, thì mình khử hai lần như này thì ra cái tóc nó sẽ khỏe và chắc và đanh và là không bao giờ nó bị mụn, ok anh em nhé. Thấy chưa anh em, thấy chưa? Thì nó có rất nhiều ánh rêu hay ánh green như này, thì sau đó thì mình sẽ đi xả đi. Đây là cái tép tóc mình vừa xả xong, nó đã đẹp như này rồi. Nếu mà anh em là muốn nhuộm cái màu rêu khói hay khói rêu thì anh em khử như này, còn mình muốn nhuộm sang cái màu khói thì mình lại triệt. Anh em thấy cái bát nước đỏ đỏ không? Ok nhá. Vậy nhá, hẹn anh em ở trong clip tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo nha.